Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 để tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến tại Vị Xuyên, nhà báo nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã giới thiệu hai ca khúc Nước mắt Vị Xuyên, Tháng 7 về. Đây là hai ca khúc do nhạc sĩ Quỳnh Hợp viết nhạc và nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý soạn lời. Nếu như Tháng 7 về là tiếng lòng của hai nữ tác giả khi chứng kiến những dòng người, những cựu chiến binh hành hương về dòng sông Thạch Hãn bi thương huyền thoại, thì Nước mắt Vị Xuyên là câu chuyện kể 30 năm sau của trận chiến tàn khốc Vị Xuyên tháng 7 năm 1984. Sau bao nhiêu năm, những người lính của sư đoàn 356 trở về chiến trường xưa Vị Xuyên để khói hương cho đồng đội. Nơi đây có gần 500 người lính của sư đoàn 356 ngã xuống trong trận đánh ngày 12 tháng 7 năm 1984 tại cao điểm 772. Suốt 30 năm qua, hàng trăm liệt sĩ vẫn nằm rải rác lại trên các chóp núi, sườn đồi. Ca khúc Nước mắt Vị Xuyên là những nén tâm nhang mà các nghệ sĩ đã gửi tới những chiến sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh thân mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.